Bệnh viện Nhi Trung ương vừa đưa ra cảnh báo về việc một số quầy thanh toán viện phí bị các đối tượng lừa đảo dán mã QR thanh toán giả mạo tại các mặt ngoài của quầy thu tiền. Việc này có thể dẫn đến người nhà người bệnh chuyển nhầm tiền thanh toán viện phí vào tài khoản của các đối tượng xấu. Bệnh viện đã nhanh chóng phát hiện và gỡ bỏ các mã QR lừa đảo trái phép này, đồng thời tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người nhà người bệnh thực hiện đúng các quy định về thanh toán viện phí, phối hợp và báo cáo cơ quan chức năng để giải quyết và xử lý kịp thời. Qua sự việc trên, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo phụ huynh khi đưa con đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện cần cảnh giác với các mã QR lừa đảo được dán bên ngoài và không quét mã khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên bệnh viện tại các quầy thanh toán.